chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái video của một khách hàng của mình thắc mắc tại sao khi mình lại bỏ một cái bì san hô vào cái hồ cá nha các bạn. Thì nói chung là cái bì san hô đó nó có một cái lý do của nó. Thành thử thì ngày hôm nay mình đã làm một cái video để chia sẻ đến các bạn cụ thể hơn về cái vấn đề lý do sao cái bịch san hô có trong hồ cá. Thì nó gồm có những rất là nhiều một cái lý do. Những cái mục lý do thì mình sẽ nêu tại cái video lần này cho các bạn. Đây nha các bạn, mình đang bỏ một bịch san hô vô cái hồ cá. Đây là cái dòng cá Hòa Lan, cá Hòa Lan của ngày xưa mình, nhưng mà tại cửa hàng mình rất là thịnh hành. Các anh em người ta rất là thích chơi những dòng này. Thì cái san hô thì cái trước mắt mình sẽ nói về vấn đề san hô. San hô là nó sẽ tạo ra một cái chất axit các bạn. Axit trong nguồn nước. Chất axit này nó sẽ làm tăng cái độ pH trong nước. Làm tăng cái độ pH trong nước cho các bạn. Thì cái nuôi cá của mình á, thì mình cái cần cái độ pH, cần cái độ pH tùy theo loại cá các bạn. Thì mình nói có cái vấn đề là pH thôi, chứ mà tùy theo loại cá nữa mình không thể điều cụ thể được. Thì đó cái những video clip lần sau mình sẽ đưa cho các bạn xem. Thì trước tiên thì mình nói vấn đề ở đây là vấn đề san hô, lý do sao bỏ san hô vào cái hồ cá. Thì lý do của mình là cái san hô thì nó cũng tạo ra nơi trú ẩn cho vi sinh và cũng làm tăng độ pH. Thì mình bỏ vào hồ nó sẽ làm hồ cá nước của mình tăng độ pH lên, phù hợp để mình nuôi cá cảnh, và nó sẽ làm nơi trú ẩn của vi sinh. Thì đây là một cái video mình muốn chia sẻ đến những bạn nào chưa biết, để không phải thắc mắc về. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem, nếu mà mình không có sử dụng san hô thì các bạn cũng có thể sử dụng cái bộ sản phẩm để mình lấy cho các bạn xem. Trước tiên là đây mình quay cho các bạn xem là đây là cái bộ kiểm tra pH. Đây là bộ kiểm tra pH để các bạn biết cái độ pH trong nước mình có đủ điều kiện nuôi cá hay không. Thì đây là trước tiên mình quay cho các bạn là đây là độ đã kiểm tra pH. Và bây giờ mới tới cái đây. Và đây là dung dịch tăng pH nha các bạn. Các bạn nguồn nước của bạn không đạt được pH thì các bạn có thể tăng dung dịch pH lên, hoặc có thể các bạn giảm pH xuống. Đấy. Thì các bạn có thể dùng những cái sản phẩm này các bạn xử lý nha các bạn. Thì mình cũng có rất là nhiều loại thuốc, các bạn cần những cái loại thuốc gì thì các bạn cứ tới cửa hàng mình và mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ bán lên cái Shopee, Lazada, nhưng mình chưa có điều kiện để mình làm. Thì video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn vấn đề cái việc pH trong nguồn nước để nuôi cá làm sao thế nào, tăng giảm và cách khắc phục nó. Thì ngày hôm nay mình làm một cái video này để hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Những bạn nào chưa biết thì các bạn tham khảo qua.
Rồi xin chào các bạn thấy hay cho xin mình một cho mình xin một like và đăng ký kênh của mình để mình tiếp tục ra những video mới. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.